Vâng, xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với siêu thị ô tô Bica Hà Nội. Hôm nay chúng tôi mới về thêm cho quý anh chị em và các bạn hai cái mẫu xe Ford bán tải các bạn nhá, phiên bản Wildtrak, một phiên bản 3.2 và một phiên bản 2.0 biturbo các bạn nhá. Đấy, một xe sản xuất năm 2016 và một xe sản xuất năm 2018. Các bạn thân mến thì Ford Ranger thì cũng có khá nhiều các phiên bản, trong đó là có XLS, MT, XLS-AT hay là gọi là một cầu số tự động. Còn những cái dòng xe hai cầu thì có thể nói rằng là có phải XLT, nhưng có cái phiên bản cao cấp hơn hẳn thì đó chính là mẫu xe Ford Wildtrak hay còn gọi là Ford Ranger Wildtrak 3.2 thời điểm ngày xưa và bây giờ thời điểm này gọi là biturbo các bạn nhé. Cái dòng xe này thì nó có một cái ưu điểm rất lớn, đó là gì? Cái thiết kế nó rất là đẹp mắt, vận hành mạnh mẽ, kết cấu khung gầm khỏe khoắn, tiết kiệm nhiên liệu, ngập tràn công nghệ và đi rất là khỏe. Xe này thì phải nói rằng là cũng rất là giữ giá các bạn ạ, rất là giữ giá các bạn nhé. Bản 3.2 thì giữ giá hơn so với lại những cái phiên bản ví dụ biturbo. Biturbo là phiên bản nó cũng là phiên bản cao cấp, nhưng cái biturbo ấy thì có nhiều khách hàng thì họ cũng nói rằng là có thể xe này nó bị chảy dầu chẳng hạn. Đấy, chảy dầu động cơ, nhưng mà thực ra cái lỗi này thì đã được hãng họ xử lý rất là triệt để các bạn nhé. Đấy, đây là phiên bản biturbo các bạn nhìn này. Đấy, xe rất đẹp. Hiện tại thì xe đang có mặt tại siêu thị ô tô Bica Hà Nội, có địa chỉ tại số 17 Phạm Hùng. Anh chị em nào mà có nhu cầu sở hữu những dòng xe này thì cứ đến trực tiếp tại số 17 Phạm Hùng hay là đối diện bến xe Mỹ Đình các bạn nhé. Đối diện bến xe Mỹ Đình để có thể trải nghiệm. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, đối diện bến xe Mỹ Đình để có thể trải nghiệm. Đấy, các bạn nhìn này. Rất là đẹp, rất mới. Bản biturbo này sản xuất năm 2019 các bạn nhé. Biturbo các bạn nhìn này. Hệ thống đèn gầm, đèn pha đều trang bị công nghệ đèn LED hết các bạn nhé. Đấy, biturbo. Con này thì cảnh báo lệch làn rồi đầy đủ hết. Động cơ biturbo số tự động 10 cấp. Cái dòng xe này thì nó ưu điểm hơn rất nhiều so với lại cái dòng xe Navara, rồi Nissan Navara này, rồi Mazda BT. Xe 2019 này chúng tôi đang chào bán là 818 triệu. Còn cái phiên bản 3.2 này thì chúng tôi chào bán là 688 triệu. Thực tế mà nói thì thời điểm này thì giá cũng đang rất là linh hoạt cho quý anh chị các bạn. Đây bản 3.2 đây. Đấy, 3.2. Còn phiên bản này bản biturbo. Cả hai phiên bản thì các bạn có thể thấy lốp vẫn còn nguyên bản cho xe hết các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này. Xe bán tải 2019 lốp nguyên bản theo xe, lốp sơ cua chưa hạ các bạn nhé. Đăng kiểm tháng 10 năm 2021. Đấy. Đấy các bạn nhìn này. Biturbo các bạn nhá, cực kỳ đẹp. Đấy các bạn nhìn này. Đấy. Các bạn thân mến thì xe này hiện tại chúng tôi đang chào bán với mức giá là 688 triệu. Cả hai cái mẫu xe này thì đang được hỗ trợ giá rất là hỗ trợ trả góp lên 70%, chỉ cần chuẩn bị 288 triệu là có thể có xe này rồi. Chúc quý anh chị em các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.